Rồi, ok, xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là cái con Samsung Note 10 cộng. Thì cái phiên bản em có ở đây là chạy chip Exynos 9825 thì phải. Và nó là hai SIM. Cái bản này là độ hai SIM nhé. Ngoài ra còn có một bản Snap 855 nữa. Vì nó cùng thời với con V50 ấy. Lẽ ra là phải so sánh nó với con V50. Tuy nhiên thì cái giá của nó ấy, bây giờ nó vẫn ngang ngang tầm con V60. Thậm chí có nơi còn bán cao hơn, tầm 7-8 triệu luôn ấy. Thì liệu với cái giá trị đấy thì trải nghiệm của nó bây giờ nó còn ngon mượt hay không? Tại vì em đã mượn nó được hơn một tuần nay, em dùng nó như một máy chính. Em đang nhập tất cả các thứ vào để mà dùng nó như một máy chính bình thường ấy. Như một máy chính mà như con V60 em đang dùng hàng ngày này. Thì em đánh giá nó sẽ chi tiết từng cái vấn đề để các bác biết được là liệu cùng với số tiền tầm 7-8 triệu hoặc là thấp hơn một chút. Tại vì con V60 nhà mình thì giờ nó tầm khoảng 6 triệu thôi. Còn con Note 10 này thì có nơi bán cũng 6 triệu, có nơi bán 7 triệu, có nơi còn bán 8 triệu nữa. Thì gọi là nó xem với con V60 này đi. Thì liệu là với cái giá trị tầm 6 đến 7 triệu thì nên mua con nào? Thì trước tiên ấy, về cái mặt thiết kế ấy, thì chắc chắn là cái con Samsung Note 10 cộng này nó có cái thiết kế ngon hơn và đẹp hơn con V60 rất là nhiều. Và ngay cả đến cái con S22 Ultra bây giờ ấy, nó cũng dùng cái thiết kế nó cũng na ná này, khác mỗi cụm camera sau thôi. Đặc biệt là cái màn hình đằng trước đây này, họ làm nó phải nói là rất là đẹp luôn các bác. Hai cạnh bên nó rất là mỏng, cạnh trên cũng khá là mỏng và cạnh dưới thì nó dày hơn chút thôi. Tuy nhiên thì nó sẽ cho cảm giác nó cân đối và nó đã mắt hơn là cái con V60 mình rất là nhiều. Đây, các bác có thể thấy này. Đấy. Còn bên trong mình nó làm cái giọt nước nó rất là cục mịch, chung là anh em LG thì chê quá trời luôn đấy. Tuy nhiên ý, thì cái cảm giác cầm nắm nhé, cái giáo cầm nắm trên cái con V60 nó lại ngon hơn, tại vì cái con V60 này nó bầu bầu và nó không sắc cạnh ở những cái hai viền như này này, đặc biệt là những bốn góc này. Con Note 10 này nó hơi bị vuông ấy, cầm nó khá là cấn tay ở chỗ góc này. Tuy nhiên thì cầm nhiều cũng quen thôi. Và các bác cũng có thể thấy này, hai cái màn hình này nó cũng có sự khác nhau. Là Samsung bao giờ người ta cũng làm cái màn hình nó có cảm giác là nó hơi ám vàng hơn những hãng khác ấy. Thì các bác có thể thấy này, con V60 nó trắng hơn rất là nhiều. Đây là em đang để chế độ tự động hết đây nhé, tự nhiên hết đấy. Đấy thì đương nhiên là về thiết kế thì con Note 10 nó vẫn cho cảm giác ngon hơn rất là nhiều rồi. Về cái phần màn hình ấy, thì em cũng vừa nói rồi đấy, là hai con này nó thiết kế hoàn toàn khác nhau, cho nên là mỗi người một ý thích thôi. Tuy nhiên thì cái việc mà làm cái đục lỗ này em vẫn thích hơn rất là nhiều so với việc làm giọt nước như này. Và cái sự cân đối giữa các cạnh của con Note 10 nó vẫn là quá là đẹp, nó rất là mỏng và nói chung là nó cân đối hơn con V60 rất là nhiều. Và cái cảm giác khi mình nhìn vào cái màn hình ấy, nó cho một cái cảm giác nó bị ngập tràn ấy, nó kiểu là nó tràn viền hơn rất là nhiều so với con V60. Thì đấy là cái nhìn chủ quan của em thôi. Tuy nhiên ấy, thì cái màu màn hình ấy, cái màu sắc của nó ấy, thì em lại thích cái màu sắc của con V60 hơn. Em có nghĩa là mình cũng có thể là do mình dùng cái con V60 nó có thời gian nó lâu hơn và mình thích LG hơn ấy, dẫn đến là mình cảm giác là cái màu sắc trên con LG nó ngon hơn. Và đây các bác có thể thấy đấy, nhìn ở cái màn hình như này các bác có thể thấy là cái màu sắc ở trên cái con V60 nó trong hơn ấy, nó không bị ám vàng hơn là cái con Note 10 này. Đấy, con Note 10 này thì nó hơi ám vàng hơn một chút. Đấy thì đấy là tùy ý thích của các bác thôi, chứ còn em dùng LG quen rồi em vẫn thích cái màn hình của LG hơn. Đấy, còn nhiều bác dùng Samsung quen rồi thì lại thích cái màu của Samsung hơn, tại vì nó cho cái màu nó hơi rực rỡ hơn ấy, cảm giác nó nịnh mắt người dùng hơn ấy. Đấy là tùy ý thích của mỗi người thôi. Đối với em thì em vẫn thích cái màn hình của V60 hơn. Về phần âm thanh ấy, thì ở cái loa ngoài em cũng đã có một cái clip mà trước cái clip này là đã test loa ngoài của hai con này rồi. Thì đối với bản thân em vẫn thích cái loa ngoài của con V60 hơn. Em cảm giác nó ấm hơn, nó nếu mà các bác nghe được cái tiếng bass ấy thì em thấy là nó cái con V60 nó ngon hơn. Đấy là về loa ngoài. Còn đặc biệt là về cái phần tai nghe ấy, thì cái con Note 10 này nó lại không còn cái cổng 3.5 nữa các bác nhé. Các bác nghe muốn nghe bằng tai nghe ấy, thì các bác lại phải dùng cái cổng C nhé, hoặc là dùng tai Bluetooth thôi. Tuy nhiên thì là
các bác cũng biết rồi đấy, cái LG thì nó rất mạnh về cái phần tai nghe, và ở đây em có hai cái jack chuyển đổi từ C sang 3.5 thì em đã dùng hai cái jack này rồi, tuy nhiên không phải là jack chính hãng của Samsung nhé, một cái jack này là của Apple này, còn một cái jack này là mua vớ vẩn thôi. Thì cắm cái jack Apple này vào thì lại nghe nó lại rất là bé và nó không hay, còn cái cắm cái jack đều đều này vào thì nó lại nghe rất là to và cảm giác nó khá ổn. Tuy nhiên thì cái độ chi tiết các thứ thì đối với đôi tai của em thì em thấy là nếu mà cắm một tai nghe thì con Note 10 này nó không thể ăn được con V60. Đây là đối với tai nghe em thôi nhé, còn các bác nào mà có cái cảm nhận khác thì cũng tùy thôi, tại vì đấy cũng là một cái cảm nhận của mỗi người mà mình không thể nào mà đưa cái cảm nhận riêng của mình để mà áp dụng cho tất cả được. Còn đối với em thì em vẫn thích cái việc kể cả loa ngoài và loa trong, rồi tai nghe, cái con LG V60 nó vẫn ngon hơn. Về cái phần bảo mật ý, thì con Note 10 này nó còn giữ lại cái việc mà mở khóa bằng khuôn mặt nha các bác. Tuy nhiên đây vẫn chỉ là khuôn mặt 2D thôi, cho nên nó cũng không phải là quá ngon hay cả quá ghê gớm cho lắm. Và hai con này đều là có cái cảm biến vân tay ở trong màn hình nhé, thì em chỉ so sánh cái cảm biến vân tay ở trong màn hình thôi, còn mấy cái khác thì nó cũng không quá quan trọng. Thì cái vân tay của con V60 ấy, nó là vân tay quang học, còn cái vân tay của con Note 10 ấy, thì nó là siêu âm, không nhớ không nhầm như thế. Và trong quá trình sử dụng hơn một tuần nay thì em thấy là cái cảm biến vân tay ở trong màn hình của con Note 10 nó ngon hơn rất là nhiều. Đây này, 1 2 3. Đấy, nó nhanh hơn. Đấy, nó nhanh hơn. Tuy nhiên ý, kể cả hai con này thì các bác cũng phải đặt đặt cái tay của mình ý, nó vào đúng cái vị trí thì nó mới mở được. Cho nên là nhiều khi là cũng phải làm mất một thời gian làm quen các bạn. Tuy nhiên thì nếu mà để vào phần bảo mật thì con Note 10 nó ngon hơn nhé các bác. Thì về phần camera ấy, thì đây cũng chỉ là cái ý kiến cá nhân của riêng em thôi nhé. Là cái camera ấy, thì em vẫn thích cái camera của con V60 hơn. Em cảm giác là nó cho cái sự chân thực nó tốt hơn ấy. Về cái con Note 10 ấy, thì em cảm giác là nó cứ đẩy sáng lên một chút để tạo cảm giác là ảnh nó sáng hơn, nó đẹp hơn ấy. Tuy nhiên thì khi mà ghép lại thì em thấy là cái con Note 10, con V60 nó lại cho cảm giác nó ngon hơn. Thì đây em có chụp ảnh một số cái ảnh. Đây. Đâu. Đấy thì đây em chụp vào ban đêm thôi nhá các bác. Tại vì ban ngày ấy, thì là nó đều khá là tốt giống nhau, thì em không muốn so sánh về ban ngày. Tuy nhiên thì đây được mấy cái ảnh về ban đêm này. Thì em thấy là cái con V60 em cảm giác nó vẫn ổn hơn. Đây là cắm trước này. Cắm trước em thấy nhiều khi em cắm trước em thấy là con V60 nó còn ổn hơn nhé. Tuy nhiên là khi mà nghe cuộc gọi video ấy thì là cái con Note 10 nó lại ngon hơn. Con V60 không hiểu sau khi gọi video thì nó lại mở lắm, nó không nét bằng cái con Note 10 này. Nhưng mà khi mà chụp selfie như này thì em lại cảm giác là con V60 lại khá là ổn. Đấy, đây các bác thấy này. Các bác có thể thấy này, nó nước ảnh của con V60 nó vẫn trong hơn. Đấy. Cái này thì các bác có thể thấy là nó bị kiểu như là nó bị bẩn hơn, hơi bẩn bẩn tí ấy. Đấy thì các bác có thể là bảo là không phải, nhưng mà đây, ví dụ cắm sau đấy thôi. Cắm sau thì đây. Em cũng lau nó sạch rồi. Đấy, cặp sau thì đấy các bác thấy này. Nếu mà nhìn như này thì các bác có thể thấy là cái con Note 10 nó chi tiết hơn. Đấy và nó sáng hơn một chút. Đấy. Đấy. Và dạng thế nhưng mà em lại thấy đấy, cái màu của con Note 10 ấy, nó cứ hơi bị ngả sang vàng một chút đấy. Kể cả đây là xem trên màn hình điện thoại nhé, kể cả các bác đưa vào laptop xem hoặc đưa vào máy tính xem thì nó vẫn thế thôi. Đấy. Đấy các bác có thể so sánh. Đấy, nó cứ để sáng hơn một chút này. Đây các bác có thể thấy này, cái đồng cây này, cái này nó còn sáng hơn nhiều, còn con V60 này nó đen đen hơn. Đấy. Đấy các bác có thể thấy này. Rồi, thì đây chỉ là cái nhìn khách quan của em thôi, quên chủ quan của em thôi. Thì em nếu mà để về so sánh camera ấy, thì em thấy là nếu mà chụp ban ngày thì nó cũng tốt như nhau thôi. Tuy nhiên về chụp ban đêm thì các thứ ấy, thì em lại thấy con V60 nó chụp đêm tốt hơn. Và nếu mà để đánh giá tổng quan lại thì em vẫn thích cái chất ảnh ở trên cái con V60 hơn ấy. Cảm giác như là nó ở mức trung tính, nó trung hòa hơn ấy, trung bình hơn ấy, nó không quá rực rỡ như cái con Note 10 này và nó không bị ám vàng như con Note 10 này. Đấy, đây là cá nhân của em thôi nhé. Còn nhiều bác thì đương nhiên là dùng Samsung quen thì lại quen cái đấy, thì lại bảo là con V60 chụp mờ, chụp tối thế mạng khen, kiểu kiểu như thế.
Thế thì là mỗi người một một ý mà, cho nên không không thể cái này mà không thể nói cho nó chính xác được. Thì về hiệu năng ấy, thì đương nhiên là cái con V60 này nó dùng chip 865 và cái con Note 10 này dùng chip chỉ có là 9825 thôi, và nếu mà có phiên bản chip Snapdragon ấy, thì là chỉ là 855 thôi, thì đương nhiên là nó sẽ chậm hơn cái con V60 này nhá. Nhiều bác trên nhóm cứ tranh cãi nhau là cái con Note 10 và cái con F10 nó nhanh hơn cả V60, thì em thấy là nhiều khi nó cứ làm sao ấy. Mặc dù kể cả LG có làm phần mềm nó dở đi đến đâu nữa, thì em thấy là chẳng qua là do các bác có thể chưa biết cách điều chỉnh của LG nó như nào thôi, thì các bác mới cảm giác là LG nó chậm. Thì em cũng có một cái clip mà để mà các bác cài đặt cái con LG của mình sao cho nó ngon mượt nhất ấy, thì em nghĩ là do các bác dùng LG nó chưa quen hoặc là như nào đó thôi, thì các bác mới cảm nhận được là con V60 nó chậm hơn cả con Note 10 hoặc là con S10 nhé. Đặc biệt con S10 thì đương nhiên em thì em cũng dùng S10 rồi, thì em thấy là nó cũng không phải là có thể là nhanh hơn được con Note 10 này đâu, cho nên là em đã dùng cả hai con này rồi, dùng một thời gian khá là dài rồi, con Note 10 này dùng gần 2 tuần rồi. Thì ngay cả ở những tác vụ bình thường, ví dụ lướt Facebook rồi check Zalo các thứ, thì cái con Note 10 nó vẫn chậm hơn con V60 rất là nhiều luôn đấy. Đấy, và cái hiện tượng mà giật lag ấy nó cũng thường xuyên xảy ra trên con Note 10 này luôn. Cũng có thể là cái chip của cái con em đang dùng này nó chỉ là chip 9825 thôi, dẫn đến là con này là chip Exynos của Samsung mà, thì chip Exynos thì thường thường là anh em cũng 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 hay có nói là nó sẽ chậm hơn cái chip Snapdragon, thì cái đấy thì có thể, nhưng mà cái con máy mà nó đã ra đời tầm khoảng 3 4 năm rồi và nó chỉ cùng thời với con V50 thôi, thì nó về hiệu năng thì chắc chắn nó không thể nào so sánh được với cái con V60 mà dùng chip 865 được. Cái con này nó chỉ so sánh, nếu về hiệu năng nó chỉ có thể là sẽ nhỉnh hơn cái con V50 các bạn, tại vì có thể là V50 nhà mình nó tối ưu phần mềm nó không tốt bằng bằng Samsung thôi, thì có thể nó chậm hơn thôi, chứ còn bảo là con Note 10 với con S10 mà ăn được con V60 thì em thấy nó hơi ảo. Đấy là ý kiến của em thôi, còn đương nhiên là các bác cảm giác như nào thì em cũng không biết được. Đấy, thì nếu về hiệu năng nhé, em sẽ đánh giá con V60 nó ngon hơn rất là nhiều, ngon hơn hẳn con này. Thì về phần pin ấy, thì đương nhiên ấy, cái con V60 nó cũng sẽ tốt hơn rồi, thì tại vì con V60 này nó có cái cục pin 5.000 cơ, em nhớ không nhầm thì con Note 10 này chỉ có pin là 4.500 thì phải, 4.500 hay 4.300 gì đấy. Thì trong quá trình sử dụng hàng ngày ấy, là cái con V60 này em dùng một ngày ấy, cứ là một ngày mình đi làm 8 tiếng ấy, thì gần như không phải một ngày sạc hai lần các bạn, như con Samsung này thì phải sạc hai lần. Và em cũng có cái chụp ảnh lại mấy cái hôm mà em dùng nó đây. Đây có hình nó cho chụp ảnh lại thì phải, đâu rồi nhỉ? À đây đây. Đây này. Đây ngày thứ nhất này, ngày thứ nhất này thì nó on screen được 4 giờ 9 phút này. Đây các bác này, ở bên Samsung ấy thì nó lại thống kê cái thời gian là sáng màn hình khác và thời gian tắt màn hình khác. Đây. Sáng màn hình thì được là 4 giờ 9 phút, còn cái thời gian tắt màn hình thì là 3 giờ 33 phút. Tổng lại thì nó lại tổng lại thì nó 7 giờ 43 phút. Thì đấy là có nghĩa là họ tính kiểu gì ấy? Tính kiểu là gộp lại cả thời gian sáng màn hình và cả thời gian tắt màn hình ấy. Nó không như bên 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 LG nhé, bên LG chỉ có tính thời gian là on screen, nghĩa là thời gian sáng màn hình thôi. Thì đấy là cái thời gian sáng màn hình thì con LG nó phải được tầm như LG của em này này, nó cũng không phải là pin của tốt nữa, nó chỉ khoảng tầm 92-93% thôi, nhưng mà nó vẫn cho cái thời lượng dùng tốt hơn con Note 10 này nhiều. Đấy, con Note 10 nếu mà tính thời gian sáng mình chỉ được khoảng 4 giờ thôi. Đấy, em dùng cũng mức có nghĩa là cái mức dùng của hai con này y chang như nhau nhé, tại vì máy chính mà em chuyển hết tất cả các dữ liệu được các thứ dùng trên con Note 10 này dùng bình thường như một cái máy chính mà em hay dùng con V60 thì cũng vậy thôi, cho nên là em biết được chắc chắn là cái thời lượng pin của con Note 10 này nó kém hơn con V60. Và đây ngày thứ hai này, đấy ngày thứ hai thì đây. Sáng màn hình chỉ được khoảng hơn 3 giờ, còn tắt màn hình ấy, thì lại được những 7 giờ và tổng lại thì được 10 giờ 30 phút. Thì không hiểu là bên Samsung người ta thống kê cái này thì anh em hay nói cái việc mà thời gian sử dụng thì là thời gian tổng của hai cái này, hay là chỉ là nói cái thời gian sáng màn hình hay không. Thì nhiều khi các bác nói là điện thoại của tôi dùng được cả ngày không hết pin, còn vấn đề là ngày đấy các bác dùng cái gì thì chả nói gì cả, ngày đấy các bác dùng cái gì, có chơi game nặng hay không, rồi có để màn hình sáng hay không, sáng 100% hay không,
hay là chỉ để là 2% 5% rồi các bác ngồi các bác test pin thôi. Đấy. Cho nên là cái việc pin này nó phụ thuộc rất nhiều yếu tố nhé, nào là cách dùng của mỗi người, rồi tác vụ dùng. Đấy, nói chung là nhiều ông thì bảo là pin của tôi dùng 2 3 ngày không hết. Đấy, còn mình thì bảo là pin dùng được khoảng tầm 7 8 tiếng on screen thôi. Đấy, còn kể cả những cái kênh YouTube khác cũng thế thôi. Suốt ngày đánh giá pin ấy thì cũng chỉ nói là pin có thể dùng được cả ngày. Còn trong trong đó thì không biết là trong ngày đấy các bác có thể dùng cái gì. Cho nên là cái pin nó vấn đề nó rất là nhiều cái sự phụ thuộc và nhiều tranh cãi, cho nên em cũng không 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 phải nói nhiều, nhưng mà để mà so sánh pin giữa hai con này thì con V60 nó ngon hơn rất là nhiều các bạn. Con này nếu mà tính thời gian on screen nó chắc chỉ được khoảng 4 5 tiếng thôi. Còn con này thì nó phải gần gấp đôi. Về cái việc hệ điều hành chạy trên hai con này thì đều là chạy Android thôi. Tuy nhiên thì mỗi bên ấy thì nó đều có sự tối ưu riêng của bên đấy thôi. Và bác nào dùng nhiều Samsung thì lại quen với Samsung thôi. Như em dùng nhiều LG thì lại quen với LG, và em thấy là LG lại dễ dùng hơn. Lại còn nhiều bác thì lại bảo là nhờ dùng Samsung nhiều ấy, thì bảo là Samsung nó dễ dùng hơn. Thế là tùy mỗi người thôi, dùng nhiều thì nó sẽ quen thôi. Tuy nhiên thì em thấy là trên Android thì nó cũng na ná nhau hết thôi mà, nó không có gì khác nhau nhiều đâu. Tuy nhiên thì chỉ có tối ưu về phần chơi game ấy. Chơi game ấy thì là em thấy là cái bên LG người ta tối ưu chơi game nó kém hơn. Còn con Note 10 này tuy là chỉ dùng cái chip 9825 thôi, chip Exynos của Samsung thôi, nhưng mà em cũng thử test chơi Liên Quân các thứ, nhưng mà đương nhiên nó cũng không thể mượt bằng cái con V60 đi được, nhưng mà em cảm giác nó không bị kiểu giật giật, không bị kiểu là quá là tệ, không kiểu tệ như con V50. Thực ra là con V50 các bác cứ bảo nó chơi game tệ, nhưng mà em thì cơ bản cũng không chơi game nặng mấy, như là chỉ chơi Liên Quân ở mấy cái game nhẹ nhẹ thì em lại thấy con V50 nó cũng chơi bình thường mà chả vấn đề gì cả. Nhưng mà kiểu các bác nào chơi game nó chuyên nghiệp ấy, kiểu 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 thế, hoặc là chơi game giỏi ấy, thì lại thấy là con V50 nó giật nó lắc, nhiều khi là các bác bảo tụt FPS xuống 20 30, thì em nghĩ là cái việc mà tụt FPS đấy là do mạng chứ đâu phải là do máy đâu. Đấy, chính là việc mà giật lag ấy nó còn phụ thuộc vào rất nhiều thứ. Thứ nhất là cấu hình máy, rồi lại còn do mạng nữa cơ mà. Đấy, cho các bác nhiều khi các bác phải tìm hiểu trước đã. Đương nhiên về cái phần hệ điều hành ấy, trên hai con này thì em vẫn nghiêng về con LG hơn, tại vì em dùng nó quen hơn ấy, các mọi thứ em đều thấy nó thân thuộc hơn. Còn con này thì dùng cũng một thời gian dài nhưng mà không dài được với LG, cho nên là em thấy nó nhiều cái em thấy nó cũng cứ sao sao ấy. Đấy là cảm giác mỗi người thôi, ai dùng cái bên nào quen ấy, thì là sẽ thích bên đó nhiều hơn thôi. Còn bên em thì là em dùng con V60 này lâu hơn thì em thấy là nó thân thuộc hơn, nó quen hơn thôi. Thì chốt lại với cái giá tầm khoảng 6 đến 7 triệu ấy, thì các bác nên mua con nào ấy? Thì em nghĩ là nếu như bác nào mà không quan tâm đến thương hiệu, không quan tâm đến thiết kế ấy, mấy ấy, thì các bác vẫn nên chọn con V60 hơn, vì nó cho cái giá trị sử dụng thực tế nó tốt hơn các bạn. Thứ nhất là về con chip nó sẽ dùng lâu dài hơn, và cái sự cầm nắm các thứ nữa của nó cũng có vẻ ngon hơn. Tuy nhiên ấy, thì là cái con Note 10 này khi mà các bác dùng nó thì các bác lại cho các bác là cái màn hình nó ngập tràn hơn, nó sướng hơn, và cầm trên tay ấy, nó vẫn là thương hiệu Samsung thì nó vẫn được nhiều người biết đến hơn, kiểu như nó sang chảnh hơn ấy, hay kiểu kiểu thế thôi. Còn nếu mà đối với em ấy, em vẫn sẽ chọn con V60 hơn, tại vì thứ nhất là cái thứ nhất là không phải là vì mình là cái fan LG Note 5 đâu, nhưng mà em vẫn thích trước tiên ấy, là cái âm thanh ở trên LG ấy, nó con V60 này nhá thì nó vẫn ngon hơn con Note 10 này là một, và thứ hai nữa là cái chất lượng màn hình ấy, chất lượng màn hình hiển thị ấy, em thấy là nó cảm giác nó thích hơn, nó chân thật hơn ấy, kiểu kiểu đấy đấy. Và kể cả cái camera nữa, em cũng thích cái camera trên con V60 hơn, là cái ý kiến của em thôi. Và pin thì đương nhiên là con V60 nó ngon hơn rồi. Đấy, thì nếu như bác nào mà không quan tâm đến thương hiệu, không quan tâm đến cái thiết kế mấy ấy, thì đương nhiên con V60 nó sẽ vượt trội hơn rồi. Đấy, cho nên là đấy là tùy các bác thôi. Còn đối với em thì em sẽ chọn con V60 thôi, cũng vì một phần là mình dùng LG lâu hơn ấy. Đấy. Ok, thì đấy là cái chia sẻ của em về cái con Note 10 sau khoảng gần 2 tuần em sử dụng. Thì cái con này các shop vẫn đang bán tầm khoảng 60 triệu, thì nếu như mà
Các bác nào không thích con V số 10 thì vẫn có thể dùng cái con Note 10 này, nó vẫn là đáng đáng tiền các bạn. Và quên không nói cho các bác nữa là tại vì trong một tuần vừa rồi em cố tình em không dùng cái bút này các bạn, em cố tình không dùng luôn ấy, là vì em muốn nó dùng một cái trải nghiệm nó như một cái máy bình thường, như bao con máy khác không có bút ấy, để cho nó biết được là nó đang như nào thôi. Còn đương nhiên là con này, con Note 10 này nó có sự vượt trội hơn là ở cái bút nữa nha các bác. Các bác nào mà liên quan đến vấn đề mà vẽ vời các thứ ấy, liên quan đến cái bút này thì đương nhiên là con Note 10 này nó sẽ ngon hơn đấy. Cho nên là không phải là vì em không 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 cố tình không nói đến cái bút này đâu, cái bút này thì đương nhiên là cái sự vượt trội của Samsung rồi, ngay cả bây giờ nó vẫn là đối trọng rất lớn của Apple về phần cái bút này rồi. LG thì không có tuổi gì để mà so sánh cái bút đấy, cho nên là đấy là tùy, cũng cũng có tùy vào từng người mà. Như em thì em cũng ít khi dùng bút lắm, và em cũng biết là một số bác mua, kể cả mua dòng Note, dòng có bút ấy, cũng ít khi dùng bút lắm, chẳng qua là mua cái bút về để nó có thôi, còn nhiều khi sử dụng thực tế thì không có mấy đấy. Những đấy là ý kiến của em thôi, nhưng mà nhiều bác thì đương nhiên là cũng có sử dụng bút rất là nhiều. Như em đây, nếu mà thực tế ra thì em cũng là một người sử dụng bút cũng cũng cũng, cũng gọi là khá khá đấy, không không dùng nhiều nhưng mà cũng hay dùng. Nhưng mà trong mấy tuần vừa rồi thì em lại không dùng, em bỏ luôn, em coi như dùng một cái điện thoại bình thường như con V số 10 này để so sánh hai con nó như nào mà. Rồi đấy thì là cái ý kiến cá nhân của em nhé. Nếu mà để lựa chọn hai con này em vẫn sẽ chọn con V số 10 hơn. Còn các bác lựa chọn cái vấn đề nào, lựa chọn con nào ấy, thì các bác comment phía dưới cho em xem nhé. Ok, chào các bác.